Mỹ Duyên xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhắn Gửi Yêu Thương. Các bạn thân mến, vậy là sắp đến ngày 8 tháng 3 rồi. Ngày nay trên toàn thế giới, mọi người dành tình cảm của mình cho những người phụ nữ mà mình yêu quý. Với mình, người phụ nữ mình yêu quý nhất chính là mẹ. Mẹ luôn chăm sóc mình và nấu ăn ngon cho mình. Qua chương trình này, con muốn nói với mẹ rằng mẹ ơi, con rất yêu mẹ. Còn các bạn, hãy chia sẻ tình cảm của mình cho những người phụ nữ mà các bạn yêu quý nhé. Thời lượng của chương trình đến đây kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại. Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu, cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình. Khi con bé mẹ ước sau này lớn lên, mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Muốn khi xưa đã hóa ra còn từ bao giờ mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình.